Em chào cả nhà nhé. Em chúc sức khỏe tất cả các bác đang xem video nhé. Các bác xem video thấy hay, bổ ích thì cho em xin một nút like và đăng ký nhé, kênh để ủng hộ kênh nữa nhé. Thì đây là cái kênh của em. Thì đây nó là cái kênh của em thôi nhé. Hội chơi lan không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Hải Phòng. Thì bác nào chưa đăng ký kênh thì vào đăng ký kênh của em nhé, bấm vào nút đăng ký này, bấm nút đăng ký kênh nhé, sau đó bấm vào cái chuông này, các bác bấm vào cái chuông thì bật nút chuông báo lên, thì khi nào mà cái video em làm video mới nhất đấy thì nó sẽ thông báo đến cho các bác. Thì hôm nay là ngày 23 tháng 12 dương lịch, nó cũng rơi vào cái cuối năm rồi. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video, em chia sẻ những cái loại phân thuốc mà em sử dụng ở trong vườn của em cả một cái mùa lan tới cho các bác tham khảo nhé. Thì trong cái phần vừa giới thiệu phân thuốc này thì em sẽ nói công dụng chi tiết từng loại một để các bác tham khảo nhé. Thì đây trước mắt các bác đây, đây là bộ tứ sản phẩm GE của em. Thì cái bộ tứ này là em chia sẻ rất nhiều ở trên kênh của em rồi. Thì đầu tiên là GE gừng. À mà em chia sẻ luôn là công thức tưới định kỳ luôn nhé, cái lịch tưới cái bộ sản phẩm này nhé. Thì đây đầu tiên là GE gừng này, GE thơm này, ở trong Nam gọi là GE thơm, còn ngoài Bắc gọi là GE dứa. Tiếp theo là GE chuối. Tiếp theo là GE nha đam. Và cồn. Cồn 70 độ. Đây là bột giặt Omo. Và đây là phân trì. Còn cái này là cái thần dược của em. Thì bây giờ em vào chi tiết nhé. Thì cái lịch tưới GE ở trong vườn em ấy thì em tưới luân phiên nhau như này. Đầu tiên là GE gừng, rồi xong đến GE thơm, GE chuối, GE nha đam. Và tiếp theo đó là thằng bột giặt này. Thì đầu tiên là cái thằng GE gừng này thì các bác tưới định kỳ cho em là 5 ngày lần. Cái lịch trình tưới tất cả những cái loại này này các bác này, 5 cái loại này. Thì định kỳ của nó là 5 ngày một lần. Em sử dụng trong vườn em là em tưới định kỳ 5 ngày một lần nhé các bác nhé. Thì GE gừng này, thì cái công dụng của cái GE gừng này nó là cái chất để kích thích rễ rất là tốt đúng không nhá. Thì cái thằng GE gừng này ấy là nó kết hợp cùng với cái lớp gạo lên men, cái lớp bo gạo đẹp qua đêm lên men ấy. Thì trước em cũng làm một cái video về cái hướng dẫn cái kích rễ bằng cái GE gừng này rồi. Thì các bác vào kênh của em. Các bác vào kênh của em rồi vào cái danh sách phát này. Thì ở trong này ấy, tất cả loại GE này ấy, thì em có các bác xem, bác nào mà chưa xem em hướng dẫn làm GE thì vào cái hướng dẫn làm GE này. Thì ở trong này em có những video em chia sẻ làm GE, còn xử lý giá thể côn trùng thì các bác vào cái xử lý giá thể này. Thì cái phương pháp em hướng dẫn ở trong này ấy, là xử lý giá thể ban đầu là diệt côn trùng ốc sên tận gốc luôn các bác nhé. Rồi sau đó em vào chi tiết nhé. Thì cái GE gừng này là công dụng của nó là như vậy, là để kích rễ. Tiếp theo tên là GE thơm, thì khi tưới cái này xong ấy thì 5 ngày sau, ví dụ cái này là em tưới vào ngày mùng 1 thì cái này em tưới vào ngày mùng 6. Thì đây nó là cái GE thơm. Cái GE thơm này ấy, thì nó có công dụng là nó là cái chất tẩy rửa giá thể, là một công dụng nhé. Và cái công dụng thứ hai của nó là nó cả là phân để tưới cho lan rất là tốt các nhá. Sau đó là đến GE, thằng GE chuối này, thì công dụng chính của thằng GE chuối này thì nó là cái chất để kích hoa,
đó là chất kích, để kích hoa, làm hoa sai hoa nhé các nhé. Thì trước em đã chia sẻ cái công thức mà tưới cái thằng GE chuối này ở trong cái mùa nghỉ của cây lan này này, là để tưới làm hoa đấy. Thì cái công thức đấy thì là để dành riêng cho cái mùa làm hoa này. Còn là cái mà để mà tưới trong cái mùa mà mùa sinh trưởng của cây đấy, thì cái công thức của nó để tưới, để coi như là để thay phân, thì công thức của nó là 1cc trên 1 lít nước nhé các bác nhé. À, các bác lưu ý cho em vấn đề này. Tiếp sau đó là em tưới cái thằng GE Nha Đam này. Thì thằng GE Nha Đam này nó có công dụng, nó là giải độc cho cây và bổ sung thêm một số khoáng chất ở trong cái GE Nha Đam này nó có. Thì sau đó là tưới sau cùng là cái thằng bột giặt này. Đây là cái lọ bột giặt Omo. Thì cái thằng này công dụng của nó là nó trị lấm khuẩn ở trong giá thể. Cái này nó rất là hay nhá nhá. Và cái này là chưa có một ai chia sẻ ở trên kênh YouTube, và cũng chưa có ai làm cái phương pháp này nhá các nhá. Thì cái mà sử dụng cái bột giặt này ấy, thì em cũng làm rất nhiều video rồi. Là ở trên cái kênh của em ấy, em làm 2-3 cái video rồi ấy. Là em pha, em tưới trực tiếp cho các bác xem. Thì các bác quay lại những video đấy xem giúp em nhé. Tiếp theo đó là cái thằng phân trì Nhật này. Thì cái thằng phân trì Nhật này ấy, thì cái công dụng của nó, cái nhất mà em nhà chồng làm trong vườn em chỉ sử dụng cái thằng phân trì này thôi. Ngoài ra em không dùng bất cứ một cái phân khác, phân nào cả. Và chỉ có phân trì này và kết hợp với cả bộ tứ sản phẩm GE này. Thì cái phân trì này ấy, thì bác nào chưa xem cái video hôm qua em đăng tải lên ấy, và hướng dẫn là cách trồng lan ấy, để chuẩn bị cho cái mùa 2021 ấy, thì bác quay lại cái video đấy nhá. Thì em đã chia sẻ trên video đấy rất cặn kẽ về công dụng của cái thằng phân trì này. Chính cái thằng phân trì này nó giúp cho em ấy, giúp cho em trồng lan ở trong vườn em ấy, mùa hè 2 ngày 3 ngày em không tưới mà cây của em vẫn tươi tốt này. Và đến cái mùa rét này là cây của em nó không bị suy. Thì đấy là cái công dụng của cái thằng phân trì Nhật này nhé các bác nhé. Còn đây là cái cồn đó, cồn 70 độ. Thì cái cồn này đấy là cũng là bất kể một nhà vườn nào cũng phải cần đến cái cồn này đó. Thì công dụng của cái cồn này ấy, của em ấy, là em sử dụng cái cồn này trong vườn em là em trị, em chữa các bệnh thối nhũn ở cây phong lan, ở cây phi điệp này, là em trị tất cả các loại bệnh thối nhũn là bằng cái này hết, chứ em không dùng thuốc. Còn tiếp theo đó là cái thằng thần dược này. Thì cái thần dược này thì em có chia sẻ cái ở cái video, cái video mà tuyệt chiêu chống rét cho lan. Thì cái video đấy đăng tải lên ấy, thì cũng có một số bác hỏi em là cái thần dược này nó là cái gì. Thì theo em nghĩ ấy, thì mấy bác đấy đấy, theo em nghĩ là mấy bác ấy nghĩ cái này là để chống rét cho lan, nhưng mà thực tế nó không phải là cái để chống rét cho lan nhé bác nhé. Mà nó, cái này công dụng của nó là nó bổ trợ cho những cái thằng GE này, bổ trợ cho những cái GE này, công dụng của nó một thì kết hợp cái thằng này ấy, thì công dụng nó tăng lên gấp đôi, gấp ba. Đấy là cái tính năng của cái thằng thần dược này. Và hai nữa, trong cái thần dược này nó còn có cả cái tính năng là xua đuổi côn trùng, diệt một số côn trùng và diệt một số lấm khuẩn ở trong giá thể. Thì đây là cái công dụng của thần dược này. Thì đúng ra là cái thần dược này ấy, là em phải chia sẻ cho các bác đầu tiên. Thì như tất cả những video và những cách trồng và chăm sóc của em ấy, ở trong vườn của em ấy, là em làm như nào em chia sẻ đến hết cho các bác ấy. Em không giấu giếm một cái gì cả đấy. Em mà giấu giếm một cái gì ấy, thì không dám chia sẻ những video mà em chia sẻ kinh nghiệm của em đấy, đến cho các bác tham khảo. Nên là các bác cứ yên tâm nhé. Thì cái này đấy, nó là cái vũ khí bí mật của em. Thì tại sao lại là em gọi là cái vũ khí bí mật? Bởi vì là em trồng và chăm sóc lan
không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Thì em lập cái kênh YouTube này lên đấy, thì em lập từ năm tháng 3 2019. Thì ý định đầu tiên của em ấy là em chỉ làm lập kênh YouTube này nên là phải em quay những cái mặt hoa mà em sổ ở trong vườn của em đăng lên làm kỷ niệm. Thì đến cái tháng 7 vừa rồi ấy, tháng 7 vừa rồi là bắt đầu đến cái mùa mưa ở phía Bắc, và là cái mùa mà gây cái bệnh thối nhũng hoành hành cho người trồng lan rất là mạnh. Thì em có lên trên mạng xã hội em xem những cách phòng chống cái bệnh thối nhũng, thì hầu hết các nhà vườn, từ nhà vườn lớn đến nhà vườn nhỏ, đều chia sẻ là cái cách phòng bệnh thối nhũng cho lan bằng cái thuốc bảo vệ thực vật, nào là kinkinbun, nào là zidomingon, rồi tất cả tất các loại thuốc bảo vệ thực vật. Thì theo em được biết ấy, thì cái thuốc bảo vệ thực vật đấy nó là rất tốt cho cây trồng đấy, nhưng ngược lại thì nó lại không tốt một tí nào cho cái sức khỏe con người và môi trường cả. Thì sau đó em xem em thấy là như thế nó cũng không ổn lắm, nó không ổn lắm, thì bắt đầu là em đặt tết ở trong vườn em trồng và chăm sóc lan thành công đã qua 2 mùa rồi mà em không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Thì tại sao em lại không chia sẻ những cái kinh nghiệm của em có này đến mọi người cùng tham khảo và cùng chơi lan theo một cách lành mạnh nhất? Thì đến lúc đấy em mới quyết định em làm video. Cái video là đây để đăng tải lên là để chia sẻ kinh nghiệm đến cho mọi người cùng tham khảo. Thì cái video đầu tiên em đăng tải lên ấy là cái video mà em tưới cho lan bằng cái bột giặt Omo này. Thì lúc đấy nó là đang vào là cái mùa mưa, là cái mùa của cái bệnh thối nhũng hoành hành. Thì cái video đầu tiên em chia sẻ lên chính là em tưới bột giặt Omo này để tới cho mọi người là cùng tham khảo, cùng làm, cùng trị cái bệnh thối nhũng đấy. Thì theo quan điểm của em ấy, em chia sẻ những cái gì là em biết, em chia sẻ hết đến cho mọi người. Và những cái video em làm ấy, ở thời điểm nào, làm như nào thì em làm đúng cái thời điểm đó, chứ em không đốt cháy giai đoạn. Vì đốt cháy giai đoạn ấy thì nó nhiều cái là các bác xem xong rồi các bác quên mất. Thế như thế em làm video là ở thời điểm nào, ở mùa nào trồng và chăm sóc như nào thì em chia sẻ cái thời điểm đấy. Còn cái thần dược này ấy, thì đây nó là cái tâm huyết của em. Cái tâm huyết của em ấy là em muốn hướng tất cả mọi người trồng lan và chơi lan một cách lành mạnh nhất. Thì em cũng chỉ là người đi sau thôi. Còn cái công cuộc mà chơi lan, mà hướng mọi người chơi đến cái chơi mà không sử dụng bảo vệ thực vật ấy, thì người đầu tiên ở Việt Nam này đó chính là Hoa Lan Xuân Nguyên. Và Hoa Lan Xuân Nguyên cũng là cái người là cũng hướng em đến cái công cuộc chơi lan mà không sử dụng bảo vệ thực vật này. Thì em chỉ là người là gọi là bước tiếp theo thôi. Và có cái GE này. Cái GE này là em chỉ nâng cấp GE này lên thôi. Nâng cấp GE này lên và có những cái phương pháp sử dụng nó hiệu quả. Thì cái GE này của em ấy thì em đã sử dụng qua cái cờ em của Hoa Lan Xuân Nguyên rồi. Và cái GE này của em làm thì cái GE này của em là tốt hơn GE của Hoa Lan Xuân Nguyên. Và hai nữa nó lợi thế hơn cái là GE của Hoa Lan Xuân Nguyên thì 3 tháng có thành phẩm, nhưng GE của em ấy làm chỉ 1 tháng có thành phẩm thôi. Thì đấy nó là cái lợi thế. Thì em gọi là nâng cấp GE lên. Thì quay lại cái thần dược này nhé các bác nhé. Thì đây nó là cái tâm huyết của em. Thì khi mà cái tâm huyết của em mà nó muốn đạt đến cái mức độ thành công ấy, thì em phải có nhiều người cùng quan điểm với em và cùng làm với em. Thì cái mà cái sự chia sẻ của em thì nó mới được lan rộng nhé các bác nhé. Thì cái này đấy, đến khi nào kênh của em đạt 1.000 người đăng ký thì em chia sẻ cái này đến cho mọi người cùng biết. Thì theo em, như em ấy là em chia sẻ tất cả những cái thứ này, tất cả những cái sản phẩm này em làm như nào thì em chia sẻ đến các bác như thế, em không giấu bất cứ một cái gì. Riêng bây giờ là em xin phép em được giấu cái này, là đến cái thời điểm mà
cái thời điểm nó hợp lý thì em sẽ chia sẻ cái này đến cho các bác. Thì video sau thì có khi là em sẽ làm một cái video và tạm thời như vậy nhé các bác nhé. Thì các bác xem video thấy hay thì cho em một nút đăng ký ủng hộ kênh nhé, và chia sẻ đến cho anh em bạn bè cùng biết, đăng kia đã biết đến kênh của em. Thì khi mọi người biết đến ấy thì cái lượng người đăng ký thì nó sẽ rất là nhanh, thì em sẽ chia sẻ sớm cái này cho các bác biết nhé. Và em xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. À, mà trong cái phương pháp trồng của em ấy, em có rất nhiều mẹo đấy, nhưng mà những cái mẹo đấy ấy, ví dụ như là cái vừa rồi là cái tháng 11 ấy, em chia sẻ là cái mẹo mà làm mầm gốc ấy để cho nó hiệu quả cao vào cái mùa 2021 ấy, thì đấy là chỉ là một cái mẹo, là một này, đấy là chỉ là một mẹo thôi. Còn trong quá trình chăm sóc lan ấy còn rất nhiều cái mẹo hay, thì đến cái thời điểm mà làm cái mẹo nào ấy thì em sẽ chia sẻ đến với các bác. Rồi em xin chào các bác nhé.